khi mà có đến những ngày lễ cúng rằm mùng 1 thì khi người Hà Nội thì hay khi mà ra chợ để mua hoa về thì thường thường là rất yêu quý những loài hoa mà được đặt trên những cái đĩa nhỏ. Còn những loài hoa cắm ở cành và cắm ở lọ thì thường thường là không được thích lắm, mà thích nhất là những cái loài hoa mà truyền thống từ xa xưa là hay đặt trên những cái đĩa, và đặc biệt là những cái mẹt được bằng tre nứa.